Uống nó đi. Bánh rồi. Quá. Bà ngoại uống nửa trái dừa còn nửa trái này. Lấy bánh cho chú thật ăn rồi, nó lấy nước cho chú thật uống rồi. Tâm nó hả? Nó đang chờ sẵn. Mấy Tâm nó rất là nhanh. Mấy Tâm nó nhanh mà. Phối hợp, phối hợp. Ai làm lén đi. Cho nên đi đâu ai gì đâu mà. À, nấu canh bấy bấy hay chơi cậu tôi uống một bộ rinh bầu rồi ớn ghê thì bà nhỉ. Vừa đỡ. Ớn ghê đỡ luôn. Em nói để gì chứ đâu quay chị cho đâu khỏi cần cười. Rồi nhìn vô gì là không thấy mặt luôn, tối thui luôn. Cái nhà xấu xấu gì chứ mà vô cảnh đẹp, tại vì nó có xanh xanh, đúng rồi, xanh lá. Xanh lá thì rất là đẹp. Thì má muốn đi tối thì đi, má muốn đi sáng thì đi. Giờ quyết định đi sáng thì đi chung với xe nhà, đi tối là đi xe đường. Quẻ tụi mày sắp xếp cho tao. Thì tùy thích, ý thích má muốn đi sao. Thì bé nay với tí đi xe đêm. Ai di đà Phật, ai di đà Phật. Ê, ai di đà Phật, con kiến hay gì kiến bắt đây, có kiếp, kiếp, kiếp con kiến cho anh tí. Ép anh tí. Đó. Chị lấy cài chiếc thuyền. He do something very sharp place there. So don't like play with rất nhiều và rất nhiều. Nấu lên cành này. Đâu hả Bi? Đâu hả? Cho nó miếng sao không đi. Ô tô đủ nhà mình bát ngát mà. Tình mình phải kiếm cái quạt, cái con quạt chân ai làm đập. Trời ơi chân Bi làm đập. Sao vậy? Chân căng hay gì chân bị gì bị phòng á con gì á phòng cái gì vậy sao